Cuồng lôi thiên tuyệt trảm. Nhâm tiền bối, chẳng lẽ, ngươi đã luyện thành cửa này thần thuật? Diệp thần hơi hít một hơi khí lạnh. Vậy cuồng lôi thiên tuyệt trảm, là lôi thần thiên tôn truyền xuống tuyệt kỹ, chính là tam thập tam thiên thần thuật một trong, là hy hoàng lôi ấn ngọn nguồn, có bữa lôi kinh điện oai. Ở thái thượng thế giới bên trong, muốn luyện thành tam thập tam thiên thần thuật mà nói, là hết sức hắn chật vật sự việc. Giờ phút này xem Nhâm Phi Phàm hình dáng, hắn tựa hồ đã mò tới ngưỡng cửa. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp biến dạng hư không, đi thôi, là thời điểm lên đường. Diệp thần ngưng trọng gật đầu, lúc này liền đi theo Nhâm Phi Phàm, qua lại hư không, trực tiếp đi thiên tâm vực. Hu hu, một hồi nếp sống lưu chuyển, Diệp thần chói mắt tới giữa, liền đi tới một cái thế giới xa lạ. Trong cơ thể hắn võ thiên bia, ông minh chấn động, hiển nhiên cùng cái thế giới này, có mật thiết liên quan. Đây là một cái u ám tối mở thế giới, như vậy vực sâu, không hôm nay, không thấy đáy, chỉ có hỗn độn cùng sương mù dày đặc, trong bóng tối thỉnh thoảng truyền tới thanh âm cổ quái, giống như là thần ma nói nhỏ, làm người ta sau khi nghe được, thì có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây chính là thiên tâm vực. Diệp thần đánh giá thế giới chung quanh, cảm thấy trước đó chưa từng có lòng rung động. Nơi này căn bản không phải thế giới hiện thật, không có một chút thực tế quy luật, chỉ có bóng tối hơi thở. Đúng vậy, người ta lẫn nhau là hải đăng, chú ý tiến về trước. Nhâm Phi Phàm thần sắc cũng là khá là ngưng trọng, hắn đi về phía trước vào, tiên đế linh khí tách thả ra, ở trong hư không cấu trúc thành một phiến nho nhỏ huyết nguyệt thế giới. Cái này thiên tâm vực là ảo muốn thế giới, người muốn ở trong ảo tưởng sinh tồn, thì nhất định phải thành lập mình trật tự cùng lãnh vực, nếu không tùy thời có thể bị lạc ở ảo tưởng bên trong, người vậy mở ra mình lãnh vực. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp thần gật đầu, lập tức gọi ra một cái cỡ nhỏ luân hồi thiên quốc, lãnh vực mở ra, đi theo Nhâm Phi Phàm bên người, dè đặt tiến về phía trước. Chúng ta có thể hay không bị thiên tâm lão tổ phát hiện? Diệp thần hỏi, nơi này dẫu sao là thiên tâm lão tổ địa bàn, chúng ta hơi thở là không giấu được, ở bị phát hiện trước, tìm được trước phong hỏa linh tổ con gái. Người có thể bắt được vị cô nương kia tọa độ. Nhâm Phi Phàm hỏi, ta thử một chút. Diệp thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng tiêu tính hơi thở, đồng thời vậy thử nghiệm truyền ý chí. Tiêu tính cô nương, ta tới, ngươi ở nơi nào? Nhưng, Diệp thần ý chí, cũng không có được đáp lại. Thậm chí, hắn liền tiêu tính hơi thở, cũng không từng bắt được chút nào. Đột nhiên, Diệp thần nhưng là cảm thấy, có bốn đạo hết sức quen thuộc hơi thở, núp ở mảnh thế giới này bên trong. Vậy bốn đạo hơi thở, yêu khí ngất trời, mạnh mẽ vô cùng, mang mãi mãi uy nghiêm. Tựa hồ là thiên yêu, huyền yêu hơi thở. Thiên yêu huyền yêu, hai đại yêu tổ, tại sao lại ở chỗ này? Hai đạo khác hơi thở là địa yêu và hoàng yêu. Diệp thần thất kinh, ở bắt được cái này bốn đạo hơi thở đồng thời, trong cơ thể hắn huyền yêu tinh máu, cũng là chấn động. Hắn và thiên yêu huyền yêu nhân quả cực kỳ sâu. Hơn nữa thiên yêu huyền yêu bố trí, tựa hồ mình đang từ từ đến gần. Có lẽ muốn không được bao lâu, là có thể thấy bọn họ bản thể. Thế nào? Nhâm Phi Phàm gặp Diệp thần thần sắc khác thường, hỏi. Nhâm tiền bối, ta thật giống như cảm ứng được thiên địa huyền hoàng bốn vị yêu tổ hơi thở. Diệp thần nói. Cái này không thể nào. Nhâm Phi Phàm lắc đầu, chào mày, vậy bốn vị yêu tổ, làm sao có thể sẽ ở thiên tâm vực? Hắn trầm ngâm một tí, bấm ngón tay suy tính, muốn theo dõi sau lưng thiên cơ, nhưng sương mù dày đặc đặc biệt dày đặc, khắp nơi lộ ra quỷ bí. Chuyện này có chút cổ quái, nói không chừng là cạm bẫy, chúng ta đi hướng ngược lại. Diệp thần gật đầu, liền dọc theo thiên địa huyền hoàng bốn yêu hướng ngược lại, đi về phía trước vào. Nhâm Phi Phàm đi theo ở Diệp thần bên người, hai người tiếp tục đi tới trước, dần dần bước vào thiên tâm vực chỗ sâu. Hoàn cảnh chung quanh, dần dần đổi được không bình tĩnh, từng đạo hư không chảy loạn xuất hiện, như gió nhận đao kiếm vậy, hướng Diệp thần và Nhâm Phi Phàm mỗi người chỗ ở thế giới, hung hãn chém chết đi. Nhâm Phi Phàm sử dụng một kiếm, thân kiếm lôi mang nổ tung, đem vậy hư không chảy loạn chém chết. Diệp thần vậy huy động luân hồi thiên kiếm, đem đập vào mặt hư không chảy loạn, từng cái chặt đứt. Mà ở hư không chảy loạn sau này, hắc ám bên trong, nhưng toát ra rất nhiều không thể danh trạng đáng sợ tồn tại.
Đó là lời nói khó mà hình dung quỷ dị cùng dơ bẩn, bể tan tành nội tạng, đọng lại máu tươi, quấn quanh xúc tu, không có một chút thần quang con ngươi, một đoạn tiết khô đét tay chân, còn có tàn toái óc, đỏ tươi răng, không ngừng lật lăn, làm người ta nôn mửa. Lại có tất cả vặn vẹo ma vật, từ những cái kia không thể danh trạng quỷ bí trong cảnh tượng bò ra ngoài, điên cuồng xông về Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm chỗ ở lãnh vực. Thật buồn nôn. Diệp Thần mi đầu đại chiếu, tuy nói trước kia vậy gặp qua rất nhiều lần không không thời không quỷ dị, nhưng ở thiên tâm vực bên trong, cái này cổ quỷ dị khí tượng, càng kinh khủng buồn nôn, thậm chí có thể ăn mòn người tinh thần. Nếu như là người bình thường ở chỗ này, tinh thần chắc là phải bị ăn mòn, từ linh hồn sản sinh ra thối giữa cục thịt, vặn vẹo thi thể, máu đỏ con ngươi, rên rỉ ma vật phân. Vân quỷ dị đồ, cuối cùng đầu óc sẽ sống sờ sờ bị những thứ này quỷ bí tồn tại chen bể. Thật may, Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm, tinh thần đều là vô cùng mạnh mẽ, cũng không có gặp phải bất kỳ ăn mòn. Hai người dựa vào dưới chân lãnh vực, cũng không có tiêu phí nhiều ít khí lực, liền đem những cái kia quỷ dị ma vật toàn bộ chém chết. Ở chém chết liền những thứ này ma vật sau đó, Diệp Thần sáng tỏ thông suốt, tựa hồ nghe được trước mặt truyền đến nước chảy cùng thác nước thanh âm. Ở nơi này quỷ bí thế giới, lại có thể nghe được thác nước tiếng nước chảy, thật là kỳ dị. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, hai người đều vô cùng ăn ý, dọc theo tiếng nước chảy phát ra địa phương đi tới. Một đường đi tới trước dưới, hai người dần dần thấy được một màn đẹp lạ thường cảnh tượng. Ở phía trước trong hư không, lại có thể lơ lửng một cái tiên cảnh vậy động thiên thế giới. Chỗ này động thiên, chim hót hoa nhang, tiên hạc bay vút lên, kỳ hoa thụy thảo khắp nơi, không có một chút dơ bẩn đục ngầu hơi thở. Từng ngọn phù không hòn đảo, trôi lơ lửng ở đó động thiên thế giới bầu trời, mỗi trên một hòn đảo mặt, cũng đứng vững vàng sáp thiên cao đỉnh, từng cái bạch long tựa như thác nước. Từ vậy trên đỉnh cao rội rửa tới, bay chảy thẳng xuống, như sấm tiếng ầm ầm, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Nơi này là, thiên tâm lão tổ tu luyện động phủ sao? Diệp Thần thấy cái này phiến tiên cảnh vậy thế giới, nhất thời lấy làm kinh hãi, cho là thiên tâm lão tổ đạo tràng. Không phải, phong hỏa linh tổ con gái, thật giống như đang ở bên trong. Nhâm Phi Phàm ánh mắt đông lại một cái, nhìn phía trước động thiên thế giới, nói. Tiêu Tĩnh cô nương ở bên trong. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Đi vào xem. Nhâm Phi Phàm ngoắc tay, lập tức mang Diệp Thần đi vào. Động này thiên thế giới, có một tầng cấm pháp bình phong che chở, nhưng tự nhiên không ngăn được Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm theo vung tay lên, liền đem cấm pháp phá hỏng, dễ dàng đi vào. Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm phía sau, ở xuyên qua cấm pháp thời điểm, có dũng khí cảm giác vô cùng quen thuộc. Tầng này cấm pháp, mang theo thủy thần thiên tôn hơi thở. Động này thiên thế giới, là thủy thần thiên tôn là Tiêu Tĩnh bố trí. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, suy đoán sau lưng bí mật. Vào được này phương động thiên, Diệp Thần liền nghe được trước mặt thác nước chỗ, truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Hắn và Nhâm Phi Phàm, bước tiến lên, liền thấy phía trước một cái thác nước, treo ngược ở trước vách núi. Một cô gái. Ngâm ở phía dưới thác nước đầm nước bên trong, mặt đầy khẩn cấp tức giận ý. Ở đầm nước bên bờ, vây quanh mười mấy tu sĩ, nữ có nam có già có trẻ, đều mặc trước màu xanh đạo bào, xem bọn họ tư thái, ngược lại cũng mười phần phong thần anh tuấn, hiển nhiên tu vi không kém. Cô gái kia ngâm ở đầm nước bên trong, quần áo cũng đống ở trên bờ, muốn đến là không mảnh vải che thân hình dáng, nhưng thật may đầm nước xanh biếc, nàng hoàn toàn ngâm dưới nước, cũng không có bại lộ. Là Tiêu Tĩnh cô nương. Diệp Thần nhìn cô gái kia, trong mắt hơi co rúm một cái. Cô gái kia chính là Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh cô nương, lão tổ mời ngươi đi mất đi thần cung, ngươi thật không nể mặt sao? Một cái dài râu dê lão đạo, sờ râu một cái, mỉm cười hướng Tiêu Tĩnh hỏi. Đa tạ thiên tâm lão tổ ý tốt, chỉ là thanh ly muội muội. Ho, chỉ là sư phụ ta phân phó ta, vô luận như thế nào, đều không thể rời đi động này thiên thế giới. Các vị xin trở về đi. Tiêu Tĩnh mặt mang tức giận, nhưng vẫn tận lực để cho mình giọng, giữ vững bình tĩnh cùng khách khí. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, đứng ở một phiến bụi cây phía sau, tạm thời còn không bại lộ thân hình, nghe được Tiêu Tĩnh cùng vậy lão đạo sĩ nói, trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai là thiên tâm lão tổ, muốn mời Tiêu Tĩnh đi cái gì mất đi thần cung. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần đã biết, vậy mất đi thần cung.
chính là Thiên Tâm lão tổ sáng chế thế lực. Mất đi thần cung bên trong tất cả tu sĩ, cũng là Thiên Tâm lão tổ từ trong ảo tưởng sáng tạo ra, người người tuân theo hắn ý chí, trung thành cảnh cảnh. Thiên Tâm lão tổ nhớ không quên, liền là muốn cướp lấy Tịch Diệt Thiên Thư, dùng để áp chế thiên bia hơi thở. Hắn liền mình sáng lập thế lực, vậy nổi tiếng kêu mất đi thần cung. Nhưng, Tiêu Tĩnh cũng không muốn đi mất đi thần cung, chỉ muốn lưu ở cái này phiến động thiên bên trong. Ha ha, Tiêu Tĩnh cô nương, hôm nay Thiên Tâm vực biến loạn sắp tới, Cổ Tinh Môn lão yêu quái hạ xuống, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi thôi, nếu không vậy lão yêu quái giết tới, kinh động ngươi thân thể nghìn vàng, vậy cũng phiền toái. Ngươi nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, chúng ta mất đi thần cung, cũng không pháp cùng Thủy Thần Thiên Tôn giao phó. Lão đạo kia sĩ mỉm cười nói, trong giọng nói nhắc tới một cái kêu là Cổ Tinh Môn thế lực. Diệp Thần nghe được Cổ Tinh Môn ba chữ, tim mãnh liệt kịch liệt thu chặt, ngay tức thì bắt được một cổ cực lớn sâu xa nhân quả, lại cùng Thiên Địa Huyền Hoàng bốn yêu có liên quan. Tiêu Tĩnh nói, ta bỏ mặc cái gì Cổ Tinh Môn, không có mệnh lệnh của sư phụ, ta nơi nào cũng không đi. Các ngươi mất đi thần cung, nếu là thật vì ta tốt, sớm nên thả ta đi ra ngoài. Lão đạo kia sĩ cười khan một tí, nói Tiêu Tĩnh cô nương, chúng ta cái này Thiên Tâm vực, là ảo muốn thế giới, trong thế giới hiện thật người, là không thể nào ra phải đi, xin ngươi hãy thứ lỗi, chúng ta cũng không phải là cố ý gây khó khăn ngươi. Tiêu Tĩnh hừ một tiếng, nói các ngươi không chịu thả ta đi ra ngoài, thì thôi, liền cho ta phát một phong thơ, đi Tử Hoàng Thiên Cung báo tin bình an cũng không được, hại được cha ta lo lắng ta, ai biết các ngươi trong lòng nghĩ cái gì, tóm lại, ta không sẽ cùng các ngươi đi. Lão đạo kia sĩ nhất thời im miệng, chung quanh mất đi thần cung các đệ tử, sắc mặt cũng là khá làm khó xem. Trưởng lão, vẫn là động thủ đi, miễn được gây thêm rắc rối. Một người học trò nhẹ giọng nói. Lão đạo kia sĩ trong mắt bên trong, cũng là lướt qua một chút lãnh ý, nhìn ngâm ở trong nước Tiêu Tĩnh, cười hắc hắc, nói Tiêu Tĩnh cô nương, ngươi từ đầu đến cuối không chịu theo chúng ta đi, vậy cũng đừng trách ta mất đi thần cung không khách khí. Dừng một chút, quát lên, người đâu, mời Tiêu cô nương hồi cung. Ba cái tu sĩ trẻ tuổi bước ra, liền muốn nhảy đến đầm nước bên trong đi, bắt đi Tiêu Tĩnh. Các ngươi đừng tới đây. Tiêu Tĩnh vừa giận vừa sợ, lại là sợ, hai cánh tay từ trong nước rút ra, đầu ngón tay một nặn quyết, chung quanh hơi nước chính là nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái to lớn thủy long, hung hăng hướng vậy ba cái tu sĩ trẻ tuổi xông lên đi giết. Nàng giơ tay lên thời điểm, hơn nửa bên hai vú cũng là lộ ra, trắng trẻo đầy đặn, chỉ bất quá vậy ba cái tu sĩ trẻ tuổi, cũng không tâm tư đi thưởng thức cái này náo nhiệt, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn xem bay tấn công mà đến thủy long. Hống! Thủy long gầm thét, cuốn lên thiên tầng lãng, thanh thế mười phần thật lớn. Đây là Thủy Long Thiên xuất trinh thần thông, xuất xứ từ Thủy Thần Thiên Tôn. Tiêu Tĩnh là Thủy Thần Thiên Tôn truyền nhân, một chiêu này làm cho mười phần thành thạo. Vậy ba cái tu sĩ trẻ tuổi, tất cả sử dụng một khối sáu hợp kính pháp bảo, ánh chiếu ánh mặt trời, hóa thành một đạo nóng rực tinh mang, chiếu vào Tiêu Tĩnh gọi ra Thủy Long trên người. Suy suy, Thủy Long bốc hơi, hóa thành khói trắng. Vậy ba cái tu sĩ trẻ tuổi, trong mắt lộ ra một chút vui vẻ, nhưng cái này cổ vui vẻ, cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị kinh hãi thay thế. Liền gặp vậy cái thủy long, bốc hơi hết sau đó, lại có thể từ hơi nước bốc lên bên trong, biến hóa ra một cái ong chim. Cái này ong chim, tự nhiên vậy hoàn toàn là thủy linh khí hội tụ mà thành, trông rất sống động, mỏ chim mười phần sắc bén, bay tấn công ra, phốc xích một tiếng, đánh một người trong tu sĩ trẻ tuổi chán. Vậy tu sĩ trẻ tuổi, chán bị đánh xuyên, bị mất mạng tại chỗ, thi thể đổ xuống đất, vù vù một tí, hóa thành một chút xíu nhỏ vụn ánh sáng trắng tiêu tán. Tất cả mất đi thần cung tu sĩ, đều là từ trong ảo tưởng ra đời, bọn họ sau khi chết sẽ không có thi thể lưu lại, sẽ lần nữa quy về ảo tưởng. Bé gái, thật là ác độc tay. Lão đạo kia sĩ thấy dưới quyền đệ tử bị giết, nhất thời tức giận. Cái khác mất đi thần cung các đệ tử. Cũng là xôn xao tức giận, không nghĩ tới Tiêu Tĩnh sẽ hạ sát thủ. Tiêu Tĩnh ai yêu một tiếng thét kinh hãi, nói các ngươi vậy quá yếu đi, làm sao ta đụng một tí, người nọ liền chết. Nàng là Thủy Thần Thiên Tôn truyền nhân, tu vi thực lực mười phần cường hãn, năm đó khỏe hẳn thời điểm, thậm chí có tư cách ở phủ đồ huyền dưới quyền so chiêu. Thông thường tu sĩ, hoàn toàn không phải nàng địch thủ. Hơn nữa,
ở nơi này phiến động thiên thế giới, nàng chiếm hết địa mạch khí vận ưu thế, một cái xuất thủ, liền xảy ra nhân mạng. Thật làm ta mất đi thần cung không người. Thiên vắng vẻ kiếm, phá cho ta. Lão đạo kia sĩ dưới cơn thịnh nộ, lập tức sử dụng một cây phi kiếm, phía trên lưu chuyển kinh khủng mất đi Phật quang, một kiếm giết ra, liền như thần thánh cổ Phật hạ xuống, muốn trên đời gian ích dịch vạn ma, khí thế cực kỳ bá đạo. Tiêu Tĩnh lại là một tiếng thét kinh hãi, nàng có thể giết chết thông thường mất đi thần cung đệ tử, nhưng đối mặt cái này trưởng lão, nhưng là không có sức đánh trả. Chú ý! Diệp thần thấy vậy, ánh mắt động một cái, cũng không kiềm chế được nữa, lập tức bạo khởi ra tay. Bàn tay một chảo, giữa trời đất nham thổ linh khí hội tụ, hóa thành một cán cổ xưa chiến thương, phía trên rồng thần hư ảnh lững lờ, gầm thét xé trời, nguy nga hết sức. Long đấu thương. Diệp thần một súng hất tay ném ra, thế như bôn lôi, phá vỡ hư không, trực tiếp hướng vậy lão đạo sĩ thân thể, đánh giết đi. Lão đạo kia sĩ phi kiếm tốc độ cực nhanh, Diệp thần đi chặn lại nói, rất có thể không còn kịp rồi. Hắn trực tiếp công kích lão đạo kia sĩ, là muốn buộc hắn hồi thủ phòng ngự. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Lão đạo kia sĩ thấy Diệp thần, nhất thời thất kinh, mắt gặp long đấu tiếng súng thế hung mãnh, hắn không thể làm gì, cũng chỉ được đổi lại phi kiếm, ngăn trở Diệp thần nhất kích. Phi kiếm cùng nham súng giao kích, nhất thời nổ lên hung mãnh đợt khí, đầm nước cũng là nổ tung, từng cái cột nước phún lên. Tiêu Tĩnh mượn này cơ hội, từ trong nước bay ra, phi tốt quần áo, vừa mừng vừa sợ nhìn Diệp thần. Diệp thần đại ca, ngươi làm sao tới? Diệp thần thần sắc nghiêm nghị, thúc giục long đấu thương, đem lão đạo kia sĩ bước lui sau đó, sẽ đến Tiêu Tĩnh bên người, hỏi Tiêu Tĩnh cô nương, không có sao chứ? Tiêu Tĩnh vui vẻ nói, ta không có sao. Diệp thần gật đầu một cái, nhìn về phía trước rất nhiều mất đi người của thần cung đám người. Luân hồi chi chủ, ngươi. Lão đạo kia sĩ đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên tới giữa, hắn đầu lâu liền bay. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Không chỉ là hắn, toàn trường tất cả mất đi người của thần cung, ở trong nháy mắt, liền bị một cái huyết nguyệt kiếm mang, chém đứt đầu. Tất cả người, đầu người rơi xuống đất, gương mặt mang vẻ kinh hãi, sau đó thi thể hóa thành lưu quang tản đi. Nhâm Phi Phàm bóng người, chậm rãi từ bụi cây sau đi ra. Kiếm trong tay còn mang vết máu. Nhâm tiền bối, ngươi. Diệp thần hơi có chút ngạc nhiên. Đều là thiên tâm lão tổ người bên dưới, giết hết chính là, không cần dài dòng. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt thu hồi kiếm, nói. Diệp thần gật đầu, trong lòng cũng là bội phục Nhâm Phi Phàm quả quyết. Vị này chính là trong truyền thuyết Phi Phàm tiên đế. Thanh Ly muội muội thường xuyên nhắc tới ngươi. Tiêu Tĩnh nhìn Nhâm Phi Phàm vô địch vậy dáng người. Cũng là khen ngợi. Thay ta hướng Thủy Thần Thiên Tôn hỏi thăm sức khỏe. Nhâm Phi Phàm nói. Tiêu Tĩnh chăn thủ nhẹ một chút, ánh mắt lại nhìn phía bầu trời, chỉ gặp mặt trời ngã về tây, sắc trời dần dần mở tối. Trời sắp tối, thiên ma kỷ nguyên muốn hạ xuống, chúng ta trước trốn. Tiêu Tĩnh giọng mang vẻ kinh hoàng nói. Cái gì thiên ma kỷ nguyên? Diệp thần hỏi. Tiêu Tĩnh gương mặt hơi bạc màu. Vẫn là mang khủng hoảng, nói cái này phiến động thiên thế giới, là Thanh Ly muội muội để lại cho ta, vốn là chỉ có tiên khí, không có ma khí. Nhưng, bị thiên tâm vực địa mạch ảnh hưởng, cái này phiến động thiên, trời vừa tối, liền sẽ bùng nổ ma khí, vô số ma vật hoành hành, đặc biệt khủng bố. Ta hỏi qua Thanh Ly muội muội, nàng nói có thể là thiên tâm lão tổ cố ý gây khó khăn ta, bố trí thiên ma kỷ nguyên, là phải đem ta mạnh ở lại chỗ này. Không cho ta đi ra ngoài. Ban ngày thì tiên linh kỷ nguyên, ta thì không có sao, nhưng đến buổi tối, thiên ma kỷ nguyên hạ xuống, ta rất sợ. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Tĩnh càng nói càng là khủng hoảng, theo bản năng nắm chắc Diệp thần cánh tay. Đừng sợ, có ta và Nhâm tiền bối ở đây, cái gì thiên ma cũng không đả thương được ngươi. Diệp thần nói, hắn vậy rất muốn xem, ngày trước ma kỷ nguyên, có gì bí ẩn. Mặt trời lặn, màn đêm muốn hạ xuống. Nếu như là trước kia, Tiêu Tĩnh đến mỗi ban đêm hạ xuống, liền sẽ tránh giấu trong lòng đất, dựa vào trận pháp, đối kháng hắc ám thiên ma. Nhưng hiện tại, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều ở chỗ này, tự nhiên không có ẩn núp đạo lý. Ba người liền đứng ở trước thác nước trên đất trống, yên tĩnh chờ. Hu hu hu, làm bóng đêm hoàn toàn hạ xuống,
trong không khí truyền đến quỷ bí tiếng gió, từng tia bóng tối hơi thở, ở nơi này phiến động thiên thế giới lan tràn. Theo hắc ám khí tức lan tràn, một màn đáng sợ cảnh tượng xuất hiện. Ở hắc ám khí tức xâm nhập hạ, từng bụi hoa cỏ cây cối, tất cả chim thú vật, toàn bộ ma hóa thành quái vật, ngửa mặt lên trời phát ra dữ tợn gầm thét. Diệp Thần thấy chim biến thành cầm yêu, dã chuột biến thành thử vương, thanh trúc cây cối từ trong ruộng rút ra cây lên, thân thể trên hiện ra người ngũ quan, gào thét gầm thét, ở trong núi rừng đi đi lại lại. Thậm chí liền một ít thật nhỏ côn trùng, đều biến thành tê giác vậy to lớn. Còn có từng ngọn núi cao, đồi núi, khó hiểu dài ra xúc tu, cứng rắn mặt đất thành thối giữa cục thịt. Một màn này mà kinh khủng cảnh tượng, như vậy hắc ám ngày tận thế hạ xuống, hết thảy tồn tại đồ, cũng hoàn toàn ma hóa. Cái này chính là thiên ma kỷ nguyên sao? Diệp Thần ra mặt hơi lay động một tí, nhìn đám này ma loạn vũ khí tượng, cũng có chút ra đầu tê dại. Diệp Thần đại ca, ta nói, nơi này đến ban đêm rất kinh khủng. Tiêu Tĩnh nắm chặt Diệp Thần cánh tay, kinh hoàng nhìn chung quanh vô số ngọa nguậy ma vật. Những thứ này ma vật tản mát ra cực kỳ mãnh liệt vặn vẹo hơi thở, có thể ăn mòn người tinh thần linh hồn. Người bình thường nếu như đối mặt như thế nhiều ma vật, có thể liền dũng khí chiến đấu cũng không có, ngay tức thì sẽ bị hù điên mất. Nếu như không phải là Diệp Thần ở bên cạnh, có thể Tiêu Tĩnh vậy muốn sụp đổ. Không cần sợ, một chút ma vật thôi, không có gì đáng ngại. Diệp Thần hít sâu một hơi, chấn định tâm thần. Chung quanh ma vật tuy nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải khó khăn gì. Luân hồi thiên quốc, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, luân hồi thiên kiếm sử dụng, cả người kim quang phun ra, lập tức liền gọi ra liền một phiến thật lớn thiên đường, từ bầu trời ùng ùng đáp xuống. Phía dưới rất nhiều ma vật, gặp phải luân hồi thiên quốc áp chế, lập tức ma khí tán loạn, khôi phục vốn là hình dáng. Diệp Thần cơ hồ không tiêu phí khí lực gì, liền đem vậy tất cả ma vật, toàn bộ trấn áp. Lấy hắn luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, phổ thông ma vật căn bản không có thể thương tổn tới hắn. Thật là lợi hại. Tiêu Tĩnh thấy một màn này, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ khen ngợi không dứt, khốn khổ nàng vô số năm ma vật, Diệp Thần ra tay một cái, lại có thể thì ung dung áp chế xuống. Diệp Thần cười một tiếng, đang muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên tim hung hăng vừa kéo. Một cổ nguy hiểm to lớn cảm giác, xông lên đầu. Hắn mở mắt vừa thấy. Chỉ gặp trong hư không, xuất hiện một cái khe. Kẽ hở kia bên trong, tràn ra kinh khủng yêu khí chập chờn. Cái này cổ yêu khí chập chờn, năng lượng kinh khủng, xa xa vượt ra khỏi chung quanh ma vật, hai người căn bản không ở một tầng thứ. Thậm chí, liền Diệp Thần luân hồi thiên quốc, cũng không cách nào áp chế vậy yêu khí. Yêu khí không ngừng nhô lên. Hù hù vang dội, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo to lớn, đáng sợ, thâm trầm bóng mờ. Cái này đạo bóng mờ, ánh mắt lạnh lùng ác liệt, lại là thiên yêu. Thiên yêu tiền bối. Diệp Thần nhìn cái này bóng mờ, nhất thời ngây ngẩn. Cái này bóng mờ tản ra yêu khí, để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Đó chính là thiên yêu hơi thở. Oanh! Thiên yêu đột nhiên ra tay, một chưởng hướng Diệp Thần đánh. Cuồng bạo trưởng phong như cao nhất quân vương, uy thế bá đạo. Diệp Thần cảm nhận được thiên yêu một trưởng đánh tới, trong lòng rét một cái, nhất thời tỉnh hồn lại. Ngày này yêu bóng mờ, khẳng định không phải bổn tôn, mà là tương tự ảo ảnh các loại tồn tại, là địa mạch nhân quả thúc dục hóa đi ra ngoài ảo ảnh. Trảm thiên cửu kiếm, phá cho ta. Nếu biết là ảo ảnh, Diệp Thần trong lòng đại định, ánh mắt lướt qua một chút tinh mang, lập tức một kiếm vung chém ra. Trảm thiên cửu kiếm giết ra, kiếm khí bừng bừng, chỉ một kiếm, liền đem ngày trước yêu bóng mở đâm thủng, hoàn toàn cắn nát. Diệp Thần khi lấy được thiên đấu lớn đồ sát kiếm sau đó, tuy không có thể lĩnh ngộ thành công, nhưng học hỏi kiếm kia quyết, tự thân kiếm đạo cũng là lớn có tiến bộ. Hôm nay hắn trảm thiên cửu kiếm uy lực, coi như là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể đối phó. Hô! Ở nghiền nát thiên yêu bóng mở sau đó, Diệp Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, Diệp Thần nhưng là phát hiện, một bên hư không, ông Minh chấn động đứng lên, yêu khí nhô lên, lại hiển hóa ra ba đạo bóng mờ. Cái này ba đạo bóng mờ, trong đó một đạo, chính là huyền yêu. Còn có hai đạo, bóng người mơ hồ, không thấy rõ, nhưng hơi thở cùng thiên yêu huyền yêu tương thông, muốn đến là ngoài ra hai vị yêu tổ, địa yêu và hoàng yêu. Sau hai vị,
Diệp Thần cùng bọn họ nhân quả không sâu, nhưng Diệp Thần trên mình tóm lại có chút yêu tộc huyết mạch. Kinh khủng hơn phải, Diệp Thần thấy xa xa, lại có một đạo to lớn uy mãnh bóng người, đạp sải bước đi tới đây. Đó lại là Võ Tổ. Bốn đại yêu tổ và Võ Tổ, đều ở chỗ này. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuy biết đạo cái này là ảo ảnh, nhưng sau lưng dính líu tới nhân quả, tất nhiên là long trời lở đất. Địa yêu, huyền yêu, hoàng yêu, còn có Võ Tổ bóng người, không mang theo một chút tình cảm, đều là vô cùng lạnh lùng tàn khốc, đồng loạt hướng Diệp Thần vây giết tới đây. Đặc biệt là Võ Tổ, hơi thở đặc biệt là hung mãnh, một trường cuồng đẩy, chính là thần tượng băng thiên, to lớn thần tượng hư ảnh, đạp phá hư không, như núi cao vậy hướng Diệp Thần đánh tới, phải đem hắn đụng chết. Diệp Thần nội tâm đại chấn, chỉ cảm thấy vô cùng to lớn áp lực. Thiên ma này khí tượng, làm sao kinh khủng như thế nhiều. Một bên Tiêu Tĩnh, thấy vậy cũng là lớn kinh hãi. Trước kia thiên ma kỷ nguyên hạ xuống, xuất hiện ma vật, mặc dù vậy 10 phần khủng bố, nhưng tuyệt đối không có thiên địa huyền hoàng bốn yêu, còn có Võ Tổ kinh khủng như vậy. Đây cũng không phải là thông thường thiên ma khí tượng, mà là khác một loại mịt mờ đặc thù quỷ bí tồn tại. Chú ý! Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần bị vây giết, cũng là cảm giác sâu sắc nguy hiểm, lập tức một kiếm chém ra. Cuồng bạo sấm sét kiếm mang, từ Nhâm Phi Phàm trên thân kiếm bạo giết ra, thiên lôi lăn lăn, vạn lôi nổ ầm, tử điện kinh thiên, khí tượng vô cùng khoáng đạt. Suy rồi! Sáng chói sấm sét kiếm mang chém qua, Võ Tổ và ba vị yêu tổ hư ảnh, toàn bộ bị chém chết hết. Mạng ta thập phương thế giới sấm sét hạ xuống, đáng nghịch đời này mang nghiệt. Nhâm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, bóp một cái thủ quyết. Thoáng chốc tới giữa, mênh mông hư không, thập phương thế giới, vô số sấm sét màu tím, như nước thủy triều như biển vậy hạ xuống, hung hăng xông lên soát cái này phiến động thiên thế giới. Ở cuồng bạo sấm sét rội rửa, tất cả ma vật đều là hóa thành kiếp bụi, tan thành mây khói. Cái này phiến động thiên thế giới, lại khôi phục tiên khí trôi giạt hình dáng, một vầng trăng sáng treo bầu trời, bỏ ra trong trẻo lạnh lùng chói lọi, chiếu sáng ở Nhâm Phi Phàm trên mình. Nhâm Phi Phàm cả người hạt bụi nhỏ không dính, uy mãnh tự nhiên được giống như là nắm giữ chí cao thần linh. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm mới vừa xuất thủ khí tượng, cũng biết hắn đối cuồng lôi thiên tuyệt trảm lĩnh ngộ, đã rất có tâm đắc, sấm sét đạo pháp cũng là vượt xa trước kia, trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ. Nhâm tiền bối, đa tạ. Diệp Thần chắp tay, nếu như không phải là Nhâm Phi Phàm xuất thủ, hắn đối mặt ba vị yêu tổ và Võ Tổ công kích, sợ rằng phải 10 phần chật vật. Là cốt thiên đế hơi thở, hắn hơi thở ảnh hưởng đến thiên tâm vực địa mạch, lại huyễn hóa ra Võ Tổ và thiên địa huyền hoàng bốn đại yêu tổ hư ảnh, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhâm Phi Phàm nghiền diệt tất cả ma khí, nhưng cũng không có gì vui sướng ý, chau mày, tựa hồ thấy được sau lưng kinh khủng tồn tại. Cốt thiên đế là ai? Diệp Thần sửng sốt một chút. Là cổ tinh môn một người cao thủ, ta trước kia rơi xuống không không lúc nào không, trải qua ngàn thế kỷ nguyên, từng cùng hắn từng có một đoạn giao tình. Hắn muốn lôi kéo ta, nhưng ta không có đáp ứng. Nhâm Phi Phàm nói. Thiên địa huyền hoàng bốn vị yêu tổ, còn có ta Võ Tổ sư tôn, và cái này cốt thiên đế, có quan hệ thế nào? Diệp Thần tim hơi co rút nhanh, hỏi. Thiên địa huyền hoàng bốn vị yêu tổ, từng là không không lúc nào không bên trong cường giả, thân phận khủng bố, nhưng sau đó ra đi, đi tới thế giới hiện thật, thật ra thì bọn họ chính là bị cốt thiên đế ép đi. Còn có Võ Tổ, bị kẹt ở cổ tinh môn cấm địa, cũng có cốt thiên đế công lao. Người này tu vi cực cao, cùng ma nữ tương đương, hơn nữa thể chất đặc thù, ở không không lúc nào không bên trong, là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, một đời đại tông sư, siêu nhất lưu cao thủ. Nhâm Phi Phàm nhắc tới cốt thiên đế thời điểm, trong giọng nói cũng có mấy phần bội phục. Cái này thế gian, có thể để cho hắn bội phục người, không có mấy cái, cốt thiên đế coi là một cái. Cái gì, cái này cốt thiên đế lại có thể như thế lợi hại? Diệp Thần nghe được thiên địa huyền hoàng bốn yêu, là bị cốt thiên đế ép đi, thậm chí liền Võ Tổ bị kẹt, cũng cùng cốt thiên đế có liên hệ cực lớn, không khỏi được kinh ngạc vạn phần. Võ Tổ bị kẹt ở không không lúc nào không bên trong, Diệp Thần một mực không biết cụ thể ở nơi nào. Hiện tại từ Nhâm Phi Phàm trong miệng, hắn mới xác định, Võ Tổ là bị khốn tại cổ tinh môn, đó chính là cốt thiên đế chỗ ở môn phái. Trước khi tới, ta liền suy tính đến,
Thiên Tâm vực cất giấu một người cao thủ, thực lực long trời lở đất, đủ để cùng ma nữ so sánh. Ha ha, lúc đầu người cao thủ này, chính là Cốt Thiên Đế, coi như là bạn cũ của ta. Nhâm Phi Phàm con người hơi đông lại một cái, ánh mắt lóe lên một chút hàn mang. Không nghi ngờ chút nào, Cốt Thiên Đế tu vi, cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, hắn hạ xuống đến Thiên Tâm vực sau đó, hắn hơi thở, đã ảnh hưởng đến địa mạch ổn định. Mới vừa thiên địa huyền hoàng bốn yêu xuất hiện, còn có võ tổ xuất hiện, những thứ này ảo ảnh, thật ra thì cũng cùng Cốt Thiên Đế có liên quan. Cốt Thiên Đế cùng thiên địa huyền hoàng bốn yêu, còn có võ tổ, nhân quả dây dưa vô cùng là phức tạp, những thứ này nhân quả đầu ánh đi ra, chính là đủ để giết người ảo ảnh. Cốt Thiên Đế sao, ta thật giống như cũng nghe Thanh Ly muội muội nói qua. Tiêu Tĩnh nghe được Nhâm Phi Phàm nói tới Cốt Thiên Đế, cũng là lộ ra một chút thần sắc khủng hoảng. Thanh Ly muội muội nói, nàng từ đầu đến cuối không dám tùy tiện hiện thân, chính là bởi vì sau lưng bị mấy cái lão yêu quái nhìn chằm chằm, một cái trong đó, chính là vậy Cốt Thiên Đế. Trước mặt mất đi người của thần cung nói, cổ tinh môn có cường giả hạ xuống, muốn đến chính là vị này Cốt Thiên Đế. Phi Phàm Tiên Đế, ngươi thần thông quảng đại, chẳng biết có được không giết chết vậy Cốt Thiên Đế. Tiêu Tĩnh ánh mắt sáng quắc nhìn Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nói, làm sao có thể, Cốt Thiên Đế là không không lúc nào không siêu nhất lưu cao thủ, ta còn không có đột phá thực tế, ta không phải là địch thủ của hắn. Tiêu Tĩnh nói, không phải, Phi Phàm Thiên Đế, ta nghe Thanh Ly muội muội nói, ngươi có một lá bài tẩy, nếu là bộc phát ra, đủ để chạm đến trung cực, ngươi muốn là dùng vậy lá bài tẩy, hẳn có thể đột phá hết thảy tu vi hạn chế, giết chết vậy Cốt Thiên Đế liền chứ. Nhâm Phi Phàm nghe được Tiêu Tĩnh mà nói. Gương mặt hơi đổi, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Thần nghe lời nói này, cũng là cả kinh, nói, Nhâm tiền bối, ngươi còn có cái gì lợi hại lá bài tẩy, nhưng cho tới bây giờ không có nghe ngươi cùng ta nói qua. Theo Diệp Thần biết, Nhâm Phi Phàm trước mắt lợi hại nhất lá bài tẩy, chính là nhân quả luật. Nhân quả luật vừa ra, có thể nghịch chuyển thực tế, vô cùng lợi hại. Nhưng nghe Tiêu Tĩnh mà nói, Nhâm Phi Phàm lá bài tẩy, hiển nhiên không phải như thế đơn giản. Diệp Thần rất là giật mình, nếu như Nhâm Phi Phàm thật sự có chạm đến cuối cùng lá bài tẩy, vì sao hắn cho tới bây giờ không cần? Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, ta không có gì lá bài tẩy, người sau này không nên hỏi nữa, ta cũng không là Cốt Thiên Đế địch thủ. Hắn lời nói này rơi xuống, trong hư không, truyền tới một hồi thiếu nữ cười duyên tiếng, mát mẻ đáng yêu. Phi Phàm Tiên Đế, có ta ở đây. Hơn nữa Diệp Thần tiểu ca ca, hẳn có thể đối phó Cốt Thiên Đế. Chỉ gặp trong hư không có nước chảy dâng trào, một đóa màu xanh hoa sen nổi lên, hoa sen tách thả ra, bên trong liền xuất hiện một cái thanh thuần thiếu nữ, tuổi tác ước chừng 16 tuổi, ăn mặc màu xanh biếc áo sơ mi tay ngắn quần cụt, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, khóe mắt mang tung bay nụ cười. Chính là Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly. Thanh Ly muội muội. Tiêu Tĩnh thấy Lạc Thanh Ly tới, nhất thời đại hỉ. Tiêu Tĩnh tỷ tỷ, thật lâu không gặp, ta có thể nhớ ngươi muốn chết. Lạc Thanh Ly hì hì cười một tiếng, liền từ hư không nước chảy bên trong trôi giạt rơi xuống, đi tới Tiêu Tĩnh bên người. Hai cô gái ôm nhau, da thịt tướng thiếp, mười phần thân mật. Thanh Ly muội muội, ngươi tùy tiện hạ xuống, không sợ bị cổ tinh môn phát hiện sao? Tiêu Tĩnh và Lạc Thanh Ly tay cặp tay, ngắm nhìn nàng, khá có chút lo âu nói. Trước kia Lạc Thanh Ly mỗi lần hạ xuống, cũng sẽ trước thời hạn làm xong vạn toàn chuẩn bị, tất cả loại nghi thức cúng tế tuyệt không thể thiếu, nếu không kích động thiên cơ, rước lấy sau lưng ẩn núp nhân vật lớn, nàng thì phiền toái. Đặc biệt là vậy cổ tinh môn, vẫn luôn có săn giết thần linh dã mong. Hi hi, không sợ, có Phi Phàm Tiên Đế và Diệp Thần tiểu ca ca ở chỗ này, vậy cổ tinh môn cũng không dám tùy tiện ra tay. Lạc Thanh Ly cười một tiếng. Sau đó hướng Nhâm Phi Phàm lên tiếng chào, Phi Phàm Tiên Đế, ngươi còn nhớ ta sao? Ngươi từng đi qua không không lúc nào không, hẳn xem qua ta trước kia thời gian tuyến, và đi qua ta gặp mặt qua. Nhâm Phi Phàm nói, Thủy Thần Thiên Tôn uy nghi tôn quý, ta tất nhiên nhớ. Lạc Thanh Ly khoát khoát tay cười nói, vậy không việc gì uy nghi, chỉ là vận mệnh lựa chọn ta, để cho ta thừa kế Thủy Thần vị trí, à, ta cũng không muốn, có thể phiền toái chết ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại lộ ra mười phần áo não thần sắc, rất là không biết làm sao, lại hướng Diệp Thần chào hỏi.
Diệp Thần tiểu ca ca, người rốt cục thì tới, có ngươi và Phi Phàm Tiên Đế ở đây, ta phiền toái có thể giải quyết. Diệp Thần nói, Thanh Ly cô nương, người muốn giải quyết hết cổ tinh môn. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, trước giải quyết hết vậy Cốt Thiên Đế nói sau. Bọn họ cổ tinh môn, dã tâm lớn vô cùng, muốn săn giết thế gian tất cả thần minh, từ trong ảo tưởng chế tạo ra một tôn cao nhất thần vương, thống ngự chư thiên. Ta bị bọn họ để mắt tới, vậy Cốt Thiên Đế đuổi giết ta, ít nhất có hàng tỷ năm thời gian, thật là phiền chết. Diệp Thần trong mắt hơi co rúm một cái, săn giết thế gian tất cả thần minh. Cái này, có thể sao? Lạc Thanh Ly nói, đúng nha, ta cũng cảm thấy không thể nào, thế nhưng cổ tinh môn, dã tâm chính là lớn như vậy. Bọn họ liền tương lai huyễn muốn tạo cao nhất thần vương, đều đã cấu tạo đi ra, chính là bộ dáng này, gọi là Hiên Viên Vương. Lạc Thanh Ly đầu ngón tay huy động, từng luồng hơi nước hội tụ, cuối cùng buộc vòng quanh một bộ người xem họa. Trong hình mặt, là một tôn uy nghiêm bá đạo bóng người, như tinh thần đế vương, cả người ánh sao vần quanh, thần mang sáng chói, thụy hà lóe lên, đặc biệt nguy nga. Hiên Viên Mặc Tà. Diệp Thần nhìn cái này cao nhất thần vương hình ảnh, nhất thời cảm thấy hết sức quen thuộc, hình dáng lại có thể cùng Hiên Viên Mặc Tà, có 7-8 phần tương tự. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, cổ tinh môn nơi ý nghĩ cao nhất thần vương, cùng ngày xưa Thiên Đạo Cung cung chủ Hiên Viên Mặc Tà, vô cùng làm tướng tựa như. Người không thể tưởng tượng suốt từ mấy cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ, bất kỳ ảo tưởng, cũng tất nhiên cùng thực tế tồn tại có liên quan. Cái đó Hiên Viên Mặc Tà, đơn thuần bàn về tu vi nói, so với chúng ta, vậy khẳng định là con kiến hôi. Nhưng hắn dã tâm, hắn khí phách, hắn ngạo cốt, đều có chỗ có thể lấy. Cổ tinh môn nhìn chúng hắn hình tượng, cho nên bọn họ ý nghĩ ở giữa cao nhất thần vương, tướng mạo cũng cùng vậy Hiên Viên Mặc Tà 10 phần tương tự. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, trầm ngâm một hồi, nói, nếu như muốn chế tạo ra cái này Hiên Viên Vương, cần phải hao phí nhiều ít tài nguyên. Bất kỳ ảo tưởng, muốn biến thành chân thực, đều phải trả giá thật lớn. Ảo tưởng đồ, càng cường đại, giá phải trả lại càng lớn. Cổ tinh môn muốn tạo Hiên Viên Vương, được gọi là cao nhất thần vương, vậy giá phải trả nhất định là 10 phần to lớn. Lạc Thanh Ly bĩu môi nói, ai biết được, bọn họ săn giết thần minh, chính là muốn lợi dụng thần hài cốt cùng ý chí, thành tựu tế phẩm, từ trong ảo tưởng cho gọi ra vô thượng thần vương. Ta cũng không muốn trở thành tế phẩm, Diệp Thần tiểu ca ca, người có thể giúp ta đối phó vậy Cốt Thiên Đế sao? Nàng trong mắt trong nháy mắt, sung mãn mong đợi, thậm chí còn có điểm điềm đạm đáng yêu hình dáng, thật giống như thật là một thanh thuần đáng yêu phổ thông thiếu nữ, ở hướng người khác nũng nịu năn nỉ, làm người ta không nhẫn tâm cự tuyệt. Diệp Thần không biết làm sao, nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt. Lạc Thanh Ly lại hướng Nhâm Phi Phàm nói, Phi Phàm Tiên Đế, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta, ta có thể gia nhập các ngươi luân hồi trận doanh, sau này cũng nghe các ngươi mệnh lệnh. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, đều có điểm tâm động. Lạc Thanh Ly là Thủy Thần Thiên Tôn, nếu như hắn có thể gia nhập luân hồi trận doanh, đối luân hồi trận doanh thế lực, cũng có to lớn tăng lên hiệu quả. Nhâm Phi Phàm nói, Thủy Thần Thiên Tôn, như ngươi thật muốn chúng ta giúp ngươi, trước giúp Diệp Thần chữa trị khỏi hắn võ đạo căn cơ nói sau, ngươi thân là Thủy Thần, ngươi thủy hệ thần thông, thích hợp nhất dưỡng sinh điều dưỡng. Diệp Thần tu vi, đã đến bách gia cảnh 9 tầng trời nhất đỉnh cấp, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể tấn thăng thiên huyền cảnh. Chỉ là, bởi vì hắn võ đạo căn cơ bị tổn thương, đan điền xuất hiện vết thương, trước mắt vẫn không thể đánh vào thiên huyền cảnh. Thủy Thần đạo thống bên trong, có một môn Vạn Thủy Thần Quyết, chính thích hợp tu bổ Diệp Thần tổn thương. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm tới Thiên Tâm Vực, một cái trong đó mục đích, chính là tìm Tiêu Tĩnh ra tay tu bổ. Hiện tại Lạc Thanh Ly ở chỗ này, kêu nàng ra tay lại không quá thích hợp. Lạc Thanh Ly không chút suy nghĩ, liền gật đầu nói, có thể, Diệp Thần tiểu ca ca, ta giúp ngươi tu bổ đan điền sau đó, ngươi là có thể giúp ta đối phó Cốt Thiên Đế sao? Diệp Thần nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, nói, như Nhâm tiền bối đáp ứng, ta cũng đáp ứng. Cốt Thiên Đế cực kỳ mạnh mẽ, dựa hết vào Diệp Thần mà nói, đó là tuyệt đối không thể nào đối kháng. Nhưng, hơn nữa Nhâm Phi Phàm và Lạc Thanh Ly, chưa chắc không có đối với kháng có thể. Nhâm Phi Phàm gật đầu, hướng Lạc Thanh Ly nói, Cốt Thiên Đế là bạn ta có lẽ có thể cùng hắn trò chuyện một chút, kêu hắn không muốn còn muốn trước săn giết ngươi, nếu như hắn cố ý như vậy.
vậy chúng ta luân hồi trận doanh, vậy sẽ đứng ở ngươi bên này. Lạc Thanh Ly đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá, đa tạ ngươi, phi phàm tiên đế. Lại hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần tiểu ca ca, ngươi cùng ta tới. Nàng kéo Diệp Thần tay, đi tới phía trước thác nước, hì hì cười một tiếng, liền mang theo Diệp Thần nhảy vào dưới thác nước đầm nước bên trong. Hai người nhảy vào đầm nước sau đó, thân thể liền cùng nhau chìm xuống. Đầm nước sâu ngàn xích, vô cùng mát lạnh. Diệp Thần ở đầm nước bên trong, cảm thấy Lạc Thanh Ly nhẹ nhàng mềm mềm thân thể mềm mại, ôm lấy hông của người mình, mềm mềm thiếu nữ thân thể, hoàn toàn chặt chẽ dán tới đây. Tiểu ca ca, dùng vạn thủy thần quyết loại thần thông này, giúp ngươi chữa trị nói, hiệu quả không tốt lắm. Ta có thể dùng ta linh khí, dễ chịu ngươi đan điền, ngươi để ý sao? Lạc Thanh Ly hì hì cười nói. Không ngại. Diệp Thần theo bản năng trả lời. Được. Lạc Thanh Ly mặt mày hớn hở, đột nhiên ôm chặt Diệp Thần, nhàn nhạt anh đỏ đôi môi liền hôn tới đây. Ừ. Diệp Thần bị nàng hôn một cái, chỉ cảm thấy ướt át mềm nhẹ, như mộng như ảo, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Tiểu ca ca, ta trước kia chỉ hôn qua Tiêu Tĩnh tỷ tỷ, kỹ thuật không tốt lắm, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lạc Thanh Ly gò má đỏ ửng, có chút lúng túng nói. Diệp Thần cơ giới vậy gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Thanh Ly lại tiếp tục hôn Diệp Thần, hai người ở trong nước ôm nhau, hơi có chút kịch liệt quấn quýt đứng lên. Thật ra thì Diệp Thần trong lòng căn bản không có quá nhiều ý tưởng, hết thảy động tác đều là thuận theo tự nhiên, giống như theo bản năng. Ở trong nước, Lạc Thanh Ly tựa hồ nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động, người bất kỳ đều khó kháng cự ý chí của nàng. Bởi vì nàng chính là thủy thần. Ở trong nước ôm nhau hôn, Diệp Thần cả người đều là băng lạnh buốt, toàn thân thoải mái. Hôn tới giữa, Lạc Thanh Ly thủy thần linh khí, vậy từ miệng của nàng bên trong, truyền tống đến Diệp Thần trong miệng, cũng chảy vào đan điền. Diệp Thần trong đan điền tổn thương, đang nhanh chóng khôi phục. Ngay chớp mắt, hắn đan điền vết thương, võ đạo căn cơ sứt mẻ, thì hoàn toàn khôi phục. Vào giờ phút này Diệp Thần, khắp mọi mặt trạng thái, đều là đạt tới đỉnh cấp. Hắn đã có tư cách đi đánh vào thiên huyền cảnh. Ở đan điền khôi phục sau đó, Diệp Thần và Lạc Thanh Ly, còn ở ôm nhau hôn. Hai người đều vô cùng ăn ý, không có buông đối phương, còn ở ôm thật chặt ôm. Diệp Thần biết rõ, không thể tùy tiện dính tình nhiệt nhân quả, nhưng ở trong nước, hắn hoàn toàn kháng cự không được Lạc Thanh Ly ý chí. Tại sao lâu như vậy còn chưa có đi ra? Lấy Thanh Ly muội muội thần thông, nàng muốn tu bổ Diệp Thần đại ca đan điền, hẳn không dùng lâu như vậy chứ. Tiêu Tĩnh đứng ở bên bờ, thấy Diệp Thần và Lạc Thanh Ly, lâu như vậy còn không lú đầu, trong lòng rất là nghi ngờ. Nhâm Phi Phàm chân mày cũng là khẽ nhíu trước, nhưng cũng không nói lời nào, yên lặng chờ. Diệp Thần và Lạc Thanh Ly ở trong nước, thoáng tách ra một tí, ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương, sau đó lại ôm hôn chung một chỗ. Tiểu ca ca, cùng giải quyết cốt thiên đế, ta giúp ngươi cùng nhau đối phó thiên tâm lão tổ. Lạc Thanh Ly một bên hôn vào Diệp Thần, một bên nhẹ giọng nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng ma thức trước Diệp Thần ngực, động tác mười phần nhẹ nhàng. Diệp Thần ôm thật chặt ôm trước nàng, hận không được đem nàng hòa tan vào trong ngực, nói, ừ, đa tạ ngươi, Thanh Ly cô nương. Lạc Thanh Ly ôn thanh nói, ngươi sau này cũng gọi ta Thanh Ly muội muội đi. Diệp Thần nư một tiếng, liền kêu lên, Thanh Ly muội muội. Tiếng nãy Thanh Ly muội muội kêu lên, Diệp Thần trong lòng ám hô gai gâu, trong đầu nghĩ tình này nghiệt nhân quả, là muốn dính vào. Hắn muốn thoát thân đi ra ngoài, nhưng thân ở trong nước, cả người gân cốt xốp giòn mềm, thật giống như bị từng cái ôn nhu sợi tơ quấn quanh ở, nơi nào có thể thoát thân. Lạc Thanh Ly trầm ngâm một tí, a, thế nhưng thiên tâm lão tổ, có thể mượn dùng thiên bia bộ phận năng lượng, vô hạn sống lại. Muốn hoàn toàn giết chết hắn, mười phần khó khăn. Ta có thể giúp ngươi một chút, nhưng không thể quá mức, ta cũng sợ kích động sau lưng quy tắc, ngươi muốn giết chết thiên tâm lão tổ mà nói, tốt nhất là có thể luyện suốt ngày lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm. Diệp Thần cười khổ một tí, ôm nàng eo thon chi, nói, ngày trước lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, quá phức tạp, ta thì như thế nào có thể luyện thành. Cùng chuyện này kết thúc, cũng nên đi tìm một chút tịch thần. Mặc dù tịch thần vậy không luyện được, nhưng tịch thần tồn tại, đối với mình lĩnh ngộ thiên đấu lớn đổ sát kiếm vẫn là có nhất định dùng. Lạc Thanh Ly nói, a,
Ta cũng biết thiên đấu lớn đồ sát kiếm phức tạp, cho tới bây giờ không người có thể luyện thành qua, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là không nên buông tha, ngươi là luân hồi chi chủ, cái này thế gian chỉ có ngươi có thể luyện thành cái này môn kiếm pháp, ta tin tưởng ngươi. Nàng nói xong lại hôn Diệp Thần một hơi, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng thích. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, sờ đầu tóc nàng, nói ta tử sẽ không bỏ rơi. Lạc Thanh Ly nói, hoặc là, người có thể thử nghiệm lần nữa thành lập mộ cung, người nếu là có thể lần nữa triệu tập ngày xưa mộ cung cường giả, đặc biệt là thiên hoang và lão hai vị hộ đạo giả, thì có thể thay đổi qua đi, từ đi qua căn nguyên trên, chặt đứt thiên tâm lão tổ tồn tại dấu vết, từ đó đem hắn giết chết. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì mộ cung? Lạc Thanh Ly hơi kinh hãi, nói, ngươi không biết sao? Ngươi đã từng có nhất thế, chính là đã cứu Tiêu Tĩnh tỷ tỷ vậy nhất thế, ngươi chấp trưởng một cái kêu là mộ cung thế lực thần bí, trí nhớ này ngươi cũng hoàn toàn quên mất sao? Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng bộ dạng sợ hãi, ánh mắt ngưng luyện, theo dõi thiên cơ. Vù vù, thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần cũng là phát hiện. Luân hồi trong huyết mạch mặt, tựa hồ có một đoạn trí nhớ, bị thủ tiêu. Đoạn này trí nhớ, đang cùng mộ cung có liên quan. Đã từng vậy một đời luân hồi chi chủ, chấp trưởng qua một cái kêu mộ cung thế lực thần bí. Cái đó mộ cung, cùng luân hồi mộ địa, có mật thiết liên quan. Ở chết trước, vậy một đời luân hồi chi chủ, nhưng đem mộ cung tất cả tương quan trí nhớ, toàn bộ xóa đi, tựa hồ vậy mộ cung sau lưng, có cái gì đáng sợ bí mật. Nếu như không phải là hiện tại Lạc Thanh Ly nhắc tới, cho Diệp Thần đầu mối, Diệp Thần cũng không thể nào biết mộ cung tồn tại. Diệp Thần nói, vậy mộ cung, rốt cuộc có bí mật gì? Lạc Thanh Ly nhẹ giọng nói, mộ cung đặc biệt thần bí, ta cũng biết không nhiều, ta chỉ biết là vậy một đời luân hồi chi chủ, dã tâm lớn vô cùng, muốn tạo ra thứ năm kiện thần trí cao khí, dành riêng cho luân hồi thần trí cao khí. Diệp Thần nói, thứ năm kiện thần trí cao khí. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, trước mắt thần trí cao khí, tổng cộng có 4 kiện, chính là Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Đế Kim Luân, Thiên Tội Cổ Kiếm, Viêm Hoàng Đế Ấn. Cái này 4 kiện thần trí cao khí, đều là từ trong ảo tưởng chế tạo ra, mỗi một món ra đời, sau lưng đều là vô tận xương trắng, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, chết liền bao nhiêu người. Vậy một đời luân hồi chi chủ, cũng muốn tự ảo tưởng bên trong, chế tạo ra đủ để sánh bằng trí cao thần khí. Hơn nữa dành riêng cho luân hồi. Vậy trong ảo tưởng luân hồi thần trí cao khí, tên là luân hồi vãng thế thư, thiếu chút xíu nữa liền chế tạo ra tới. Nếu là vậy luân hồi vãng thế thư, thật tạo ra nói, vậy một đời luân hồi chi chủ, phỏng đoán có thể hỏi đỉnh trí cao, đáng tiếc hắn cuối cùng thất bại. Diệp Thần nghe những thứ này cổ xưa bí mật, nội tâm cũng là chấn động, luân hồi vãng thế thư. Lạc Thanh Ly ánh mắt mang theo một chút mê ly. Nàng và Diệp Thần lúc nói chuyện, còn ôm trước Diệp Thần, hai người môi không khoảng cách tiếp xúc, lỗ mũi đụng lỗ mũi. Diệp Thần có thể cảm nhận được Lạc Thanh Ly như lan mùi thơm, nhưng nàng nói bí mật, nhưng là thần bí mênh mông hết sức, rung động nhân tâm. Lạc Thanh Ly nói, ta từng chính mắt nhìn thấy luân hồi vãng thế thư hạ xuống, thiếu chút xíu nữa thì phải rơi vào thế giới hiện thật, đáng tiếc đến cuối cùng giây phút, vậy cuốn luân hồi vãng thế thư, nhưng là ở trong hư không hóa thành kiếp bụi. Luân hồi vãng thế thư chôn vùi, đưa đến vậy một đời luân hồi chi chủ, vậy hóa thành kiếp bụi, mộ cung hoàn toàn tan vỡ, vô số cường giả lưu tán. Bất quá, đang không ngừng thử nghiệm chế tạo luân hồi vãng thế thư trên đường, rất nhiều mộ cung cường giả, cũng nhận được trong chỗ U Minh luân hồi ban phúc, thật có một chút thay đổi qua đi năng lực. Luân hồi vãng thế thư, cái này thần trí cao khí, kinh khủng nhất hiệu quả, chính là thay đổi qua đi. Diệp Thần tim khó hiểu co rút nhanh, thay đổi qua đi. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, chuyện đã qua đã phát sinh, đặc biệt khó sửa đổi đổi. Không không lúc nào không bên trong cường giả, phần lớn đều đưa sự chú ý, tập trung ở tương lai thời gian tuyến. Cái gọi là không không lúc nào không, thật ra thì cũng là vô số tương lai khái niệm hội tụ. Nhưng đi qua khái niệm, rất ít có người nghiên cứu. Bởi vì chuyện đã qua, đã chân thực phát sinh qua. Thay đổi cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu quả thật thành công thay đổi qua đi, là có thể đối với hiện tại thời gian tuyến, sinh ra đáng sợ ảnh hưởng. Diệp Thần có chút ra đầu phiền toái, nói, vậy một đời luân hồi chi chủ, chế tạo luân hồi vãng thế thư, chính là vì nắm giữ thay đổi qua đi năng lực. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, một khi có thay đổi qua đi năng lực,
vậy thì thật là quá đáng sợ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta trở lại quá khứ của ngươi, trở lại ngươi vẫn là con nít thời điểm, đem ngươi giết chết, ngươi liền không tồn tại. Đi qua nhân quả, chiếu đến thực tế, vậy ngươi liền sẽ lập tức biến mất, bởi vì ngươi đi qua căn bản không tồn tại qua. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, nói cái này đích xác là vô cùng năng lực đáng sợ. Thay đổi tương lai nói, coi như đem một người tương lai, xóa bỏ toàn bộ, vậy sẽ không ảnh hưởng đến vào giờ phút này thực tế. Nhưng nếu là thay đổi qua đi, nhưng có thể ung dung đem một người hủy diệt. Lạc Thanh Ly nói tiếp, còn nữa, ngươi muốn để cho tự thân đổi được mạnh mẽ, cũng có thể trở lại quá khứ, đem đã từng phạm qua sai lầm, trong tu luyện đi qua đường quanh co, toàn bộ sửa đổi. Như vậy thứ nhất, ngươi là có thể lập tức đổi được mạnh mẽ, căn bản không cần gửi hy vọng vào tương lai. Diệp Thần gật đầu nói, cái này luân hồi vãng thế thư, nếu là thật có thể chế tạo ra tới, đích xác là vô cùng khủng bố. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, tuy nói vậy một đời luân hồi chi chủ thất bại, nhưng mộ cung trên dưới, tất cả mọi người đều đang nghiên cứu luân hồi vãng thế thư, bọn họ trong sâu thẳm, đều thu được một ít thay đổi qua đi năng lực. Nếu là ngươi có thể triệu tập mộ cung cường giả, có lẽ có thể thông qua thay đổi qua đi thủ đoạn, từ căn nguyên thượng tướng Thiên Tâm lão tổ giết chết. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, những cái kia mộ cung cường giả, hôm nay ở địa phương nào? Lạc Thanh Ly suy nghĩ một tí, nói ta cũng không biết, ta biết trong đó thiên hoang và lão, thực lực cường đại nhất, bước ngang qua lịch sử sông dài, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, bọn họ là vậy nhất thế luân hồi chi chủ hộ đạo giả. Diệp Thần dù gì nói, hộ đạo giả sao? Lạc Thanh Ly nhẹ khẽ gật đầu, vậy một đời luân hồi chi chủ, nhưng thật ra là không có hộ đạo giả, sau đó hắn ảo tưởng chế tạo luân hồi vãng thế thư, không ngừng điều nghiên, thật cho hắn có một chút thay đổi qua đi năng lực. Hắn thay đổi mình đi qua, suy nghĩ mình cũng có hộ đạo giả, có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Sau đó, thiên hoang và lão, liền từ trong ảo tưởng ra đời, thật thành luân hồi hộ đạo giả. Đối luân hồi mà nói, hộ đạo giả quá trọng yếu. Luân hồi huyết mạch đặc thù, quá trình trưởng thành bên trong, tất nhiên có vô số tai nạn trắc trở. Nếu như không có hộ đạo giả mà nói, rất dễ dàng chết. Đời này Diệp Thần, chính là bởi vì có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, mới tránh khỏi rất nhiều giết hại đại kiếp, một mực tu luyện tới hiện tại, có một mình đảm đương một phía năng lực. Muốn đến vậy một đời luân hồi chi chủ, không có hộ đạo giả, ngày cũng là đau khổ rất, thậm chí cuối cùng vì đền bù tiếc nuối, lại có thể từ trong ảo tưởng chế tạo ra thiên hoang lão hai vị cường giả, thay đổi qua đi. Diệp Thần kiếp trước, vào huyền cơ nguyệt vậy từng chế tạo qua thiên hoang lão, bất quá không phải hộ đạo giả, mà là thủ hộ thú. Thiên hoang lão cái danh hiệu này, từ đặc biệt cổ xưa một đời luân hồi, liền bắt đầu lưu truyền. Diệp Thần kiếp trước vào huyền cơ nguyệt, chế tạo ra thiên hoang lão, là trong chỗ u minh chiếu ứng cổ xưa nhân quả. Lạc Thanh Ly nói, thiên hoang cứ luân hồi hộ đạo giả, bọn họ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để giết chết Thiên Tâm lão tổ, giúp ngươi đoạt được thiên bia. Tuy nói vậy nhất thế luân hồi chi chủ chết, luân hồi vãng thế thư hóa thành kiếp bụi, thiên hoang lão vậy gặp phải tổn thương nặng. Nhưng, đã nhiều năm như vậy, bọn họ chắc khôi phục. Diệp Thần nói, ta phải đi nơi nào tìm thiên hoang lão. Lạc Thanh Ly nói, tiểu ca ca, ngại quá, ta cũng không biết, có lẽ, ngươi có thể đi hỏi một chút Dạ Mẫu tỷ tỷ. Diệp Thần gật đầu, trong đầu nghĩ mộ cung tồn tại, còn có luân hồi vãng thế thư, thiên hoang lão vân. Vân, đều là vô cùng cổ xưa bí mật. Muốn chân chính phá giải những thứ này bí mật, có lẽ chỉ có thể mời Dạ Mẫu ra tay. Diệp Thần biết mộ cung tồn tại, có biện pháp giải quyết Thiên Tâm lão tổ, không cần chỉ dựa vào thiên đấu lớn đổ sát kiếm, nội tâm cũng là an ổn rất nhiều. Lạc Thanh Ly ôm trước Diệp Thần, cắn một tí hắn lỗ tai, nói tiểu ca ca, đừng quên, giải quyết Thiên Tâm lão tổ trước, người phải giúp ta đối phó Cốt Thiên Đế. Diệp Thần nói, ta biết. Lập tức, Diệp Thần liền cùng Lạc Thanh Ly, tiếp tục ở đây trong nước, ôm nhau hôn, một mực kéo dài tốt mấy giờ, trời đã sáng rồi. Chúng ta thân thiết được thật giống như có điểm quá lâu. Vẫn là đi ra ngoài đi. Lạc Thanh Ly rốt cuộc phát hiện cái vấn đề này, gò má một hồi đỏ lên, mười phần quẫn bách. Diệp Thần cũng là lúng túng, liền gật đầu một cái, cùng Lạc Thanh Ly cùng nhau sửa sang lại quần áo, lần nữa nổi lên mặt nước. Tiêu Tĩnh và Nhâm Phi Phàm hai người, không biết ở bên bờ đợi bao lâu, thấy Diệp Thần và Lạc Thanh Ly rốt cuộc đi ra, nhíu chặt chân mày buông.
Thanh Ly muội muội, các ngươi tại sao lâu như vậy? Tiêu Tĩnh hỏi. Ho, tiểu ca ca hắn đan điền bị thương tương đối nghiêm trọng, ta giúp hắn tu bổ, thời gian cũng không coi là quá lâu, dù sao Thiên Tâm lão tổ không ở nơi này, Cốt Thiên Đế tâm tư cẩn thận, cũng sẽ không tùy tiện hạ xuống. Lạc Thanh Ly gò má vẫn là mang chút đỏ ửng, hồi tưởng lại mới vừa ở đáy nước bên trong cùng Diệp Thần quấn quýt, cũng có chút không tưởng tượng nổi. Nàng trong đầu nghĩ, ta là thật thích Diệp Thần tiểu ca ca, vẫn bị hắn luân hồi huyết mạch đặc thù mị lực hấp dẫn. Nàng trong lòng cũng không có câu trả lời, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, hết thảy đều rất không chân thật. Diệp Thần hiện tại từ trong nước đi ra ngoài, đầu óc hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, lại đi xem Lạc Thanh Ly, hắn là có thể giữ khắc chế, sẽ không lại có bất kỳ ý niệm gì. Thiên Tâm lão tổ không ở nơi này sao? Diệp Thần hết sức ngạc nhiên hỏi. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, hắn đã chạy đi ra ngoài tị nạn. Trước, hắn muốn hạ xuống ẩn đảo, cướp lấy võ thiên bia và tịch diệt thiên thư, kết quả bị cổ tinh môn thừa dịp hư mà vào. Cổ tinh môn năm đại thiên đế một trong cốt thiên đế, nhân cơ hội đột phá ảo tưởng đại trận, hạ xuống đến thiên tâm vực. Cốt thiên đế là lấy hoàn chỉnh tư thái hạ xuống, tu vi không có chút nào hạn chế, thiên tâm lão tổ không phải địch thủ, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Bất quá, hắn mất đi thần cung, còn có đặc thù đại trận bảo vệ, không có bị cốt thiên đế phá hủy. Diệp Thần hơi hít một hơi khí lạnh, cốt thiên đế nhưng mà đủ để sánh bằng ma nữ cường giả, lấy nguyên vẹn tư thái hạ xuống, vậy thì thật là không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Thanh Ly muội muội, cốt thiên đế tu vi không bị hạn chế, chúng ta thật có thể đánh bại hắn sao? Một bên Tiêu Tĩnh, cũng là cảm thấy nguy hiểm, cau mày nói. Có thể, ta và Diệp Thần tiểu ca ca, hơn nữa phi phàm tiên đế, chúng ta liên hiệp, đủ để đánh bại vậy cốt thiên đế. Cốt thiên đế hạ xuống thiên tâm vực, thật ra thì chính là muốn chiếm đoạt thiên tâm vực, lấy này làm cứ điểm, sẽ ra tay săn giết ta. Lạc Thanh Ly thần sắc có chút không biết làm sao, nàng tính cách ngoan ngoãn, rất không thích chém chém giết giết. Nhưng người khác muốn săn giết nàng, nàng tổng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải hành động. Cốt thiên đế tâm tư cũng là kín đáo, biết thực lực bản thân quá mức mạnh mẽ, căn bản không có thể hạ xuống đến thế giới hiện thật. Một khi hắn hạ xuống thực tế nói, không có bất kỳ nghi quỹ chuẩn bị, chỉ là quy luật cùng quy luật cắn trả, cũng đủ để đem hắn xé nát. Cho nên, hắn cần một cái cứ điểm. Thiên tâm vực, chính là tốt nhất cứ điểm. Bởi vì, đây là một cái trong ảo tưởng thế giới, không chịu thực tế phép tắc ràng buộc. Hạ xuống ở chỗ này, có thể đảm bảo tích trữ hoàn chỉnh thực lực. Hiện tại thế cục có chút vi diệu, cổ tinh môn cốt thiên đế, mất đi thần cung thiên tâm lão tổ. Còn có Diệp Thần bên này, lẫn nhau tồn tại minh tranh ám đấu, cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Thiên Tâm lão tổ bị thừa dịp hư mà vào, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lần nữa đoạt lại địa bàn. Cái này tình thế vi diệu, khắp nơi đều là hung hiểm cùng hỗn loạn. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có quá nhớ hơn. Việc cần kíp, chính là trước giúp Lạc Thanh Ly, giải quyết hết cốt thiên đế. Cốt thiên đế tu vi cường hãn, ta có thể trước bố trí một cái thủy thần lãnh vực, áp chế hắn hơi thở. Lạc Thanh Ly sớm đã có đối phó cốt thiên đế kế hoạch, liền muốn nói tỉ mỉ. Thủy thần thiên tôn, chiến đấu là một bước cuối cùng, ta trước cùng cốt thiên đế nói một chút. Nhâm phi phàm cắt đứt Lạc Thanh Ly nói chuyện, hắn thật ra thì cũng không muốn cùng cốt thiên đế khai chiến. Cốt thiên đế thực lực, cực kỳ khủng bố. Thật khai chiến nói, Diệp Thần bên này, coi như có thể thắng. Giá phải trả khẳng định cũng là thảm thiết. Đến lúc đó, lại đi đối kháng thiên tâm lão tổ, vậy thì khó khăn. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Phi phàm thiên đế, người muốn khuyên cốt thiên đế, buông tha săn giết ta. Cái này không thể nào. Lạc Thanh Ly lắc đầu, nàng bị cốt thiên đế đuổi giết vạn cổ năm tháng, biết rõ cổ tinh môn dã tâm khủng bố, chính là muốn săn giết tất cả thần minh. Lấy này là tế, triệu hoán trong ảo tưởng Hiên Viên Vương. Nàng thân là thủy thần, là chín thần một trong, cổ tinh môn làm sao có thể bỏ qua nàng. Nhâm phi phàm nói, ta đã truyền ra ý chí, kêu gọi cốt thiên đế tới đây trò chuyện một chút, hắn phỏng đoán cũng không muốn cùng ta sống chết gặp nhau. Lạc Thanh Ly le lưỡi, nói, phi phàm tiên đế, ngươi mặt mũi thật là lớn, làm sao người nào đều biết, hơn nữa người người cũng muốn cùng ngươi làm bạn. Nhâm phi phàm cười một tiếng,
nói, không phải ta mặt mũi lớn, là luân hồi mặt mũi lớn thôi, đợi một chút đi, cốt thiên đế hẳn rất sắp tới. Lập tức, Diệp Thần, Lạc Thanh Ly, Tiêu Tĩnh, Nhâm Phi Phàm bốn người, liền tại chỗ chờ. Đến được vào buổi trưa, ánh mặt trời nhất là nóng rực thời điểm, một cổ nghẹn ngào gió, ở nơi này phiến động thiên thế giới lưu chuyển. Rắc rắc sát, mặt đất bỗng nhiên chấn động, mặt đất rạn nứt, lại có một đoạn tiết xương trắng, từ dưới lòng đất lật đi ra. Từng ngọn núi cao, cũng là nứt ra, xuyên triển ra từng cây một cốt gai, mũi nhọn lộ ra, như muốn đâm rách thương khung, đặc biệt nguy nga. Ngay chớp mắt, nguyên phiến động thiên thế giới, là được một cái xương trắng thế giới, khắp nơi đều là hoang vu hải cốt. Cốt thiên đế tới sao? Tiêu Tĩnh một hồi bộ dạng sợ hãi. Diệp Thần cũng là đề phòng, rút ra luân hồi thiên kiếm. Lạc Thanh Ly sớm triển khai một cái thủy thần lãnh vực, đem Diệp Thần, Tiêu Tĩnh, Nhâm Phi Phàm cũng bao phủ đi vào, không có bị đi ra bên ngoài xương trắng bạo động ảnh hưởng. Rắc rắc sát. Trong hư không, cũng là quỷ dị hiện ra một đoạn đoạn bạch cốt, nối liền thành một cái xương trắng cầu dài. Chỉ gặp cầu dài cuối, một cái tuổi trẻ nam tử, đang dắt một cô gái, chậm rãi đi tới. Nam tử kia tóc trắng bù xù, gương mặt mang mãi mãi lạnh lùng cùng chết lặng, ánh mắt cũng là như chết chết lặng, tựa như cái này thế gian, không có bất kỳ vật gì, có thể kích động hắn tim. Hắn trên người là tinh xích, triển lộ ra bắp thịt đường cong, như pho tượng hoàn mỹ. Da hắn, phơi bày tái nhợt ánh sáng màu, mặt trên có chứa màu đen phù ấn. Hắn sau lưng hai khối xương bả vai, có hai căn cốt gai thấm ra ra, sắc bén như đao kiếm. Đón mặt trời hiện lên lạnh lùng vệt trắng sáng bóng. Hắn dắt thiếu nữ, khí chất vậy cùng hắn kém không nhiều, cũng giống như nhau lạnh lùng chết lặng, trong mắt như pho tượng yên lặng. Đây chính là cốt thiên đế. Đợi một chút, cô gái này. Diệp Thần nhìn về phía nam tử kia, bỗng nhiên thấy nam tử dắt thiếu nữ, tướng mạo tựa hồ có chút quen thuộc. Lại có thể và Kỳ Lâm có 8 phần tương tự. Diệp Thần bỗng nhiên vừa thấy. Thiếu chút nữa lấy là cô gái kia chính là Kỳ Lâm. Nhưng cẩn thận xem, cô gái kia dung mạo, muốn so với Kỳ Lâm lớn một chút. Hơn nữa, thiếu nữ diễn cảm lạnh lùng, hoàn toàn không có Kỳ Lâm hoạt bát. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần nói, đó không phải là Kỳ Lâm, là cốt thiên đế học trò, cũng là cổ tinh môn thánh nữ, kêu san hô cung vũ. Diệp Thần sửng sốt một chút, san hô cung vũ. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy. Cái này san hô cung vũ, là cốt thiên đế từ trong ảo tưởng chế tạo ra tuyệt thế thiên tài, ký thác cổ tinh môn trên dưới, đối vận mệnh phép tắc khát vọng. Cổ tinh môn muốn để cho cái này san hô cung vũ, trở thành trong truyền thuyết vô thượng vận mệnh chủ. Diệp Thần, vận mệnh chủ. Khó trách cái này san hô cung vũ, lại có thể và Kỳ Lâm lớn lên giống như vậy. Phàm là ảo tưởng, đều là cùng thực tế có liên quan. Thực tế bên trong. Vận mệnh chủ là Kỳ Tư Thanh. Mà Kỳ Lâm, chính là Kỳ Tư Thanh muội muội. Cho nên, cốt thiên đế ảo tưởng sáng tạo vận mệnh chủ, cùng Kỳ Lâm tương tự, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, cái này san hô cung vũ, chẳng qua là cho Kỳ Lâm tương tự, cũng không phải là cùng Kỳ Tư Thanh tương tự. Vậy từ mặt bên ấn chứng, Kỳ Tư Thanh địa vị vững chắc, muốn thay thế nàng trở thành vận mệnh chủ, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhâm Phi Phàm, bất kỳ chí thánh tới vĩ tồn tại. Đều cần vận mệnh phép tắc phụ trợ, nếu như không thể nắm trong tay vận mệnh, vĩ đại đi nữa tồn tại, vậy sẽ sụp đổ. Diệp Thần gật đầu, đúng là như vậy, coi như là hắn muốn thành lập chí cao luân hồi thiên quốc, cũng cần vận mệnh phép tắc phụ trợ, giữ thế giới cùng trật tự ổn định. Nhâm Phi Phàm, cổ tinh môn dã tâm cực lớn, trên thực tế, bọn họ lúc ban đầu ra đời, cùng thiên bia có liên quan. Thiên trên bia mặt, cất giấu một viên thiên đế tinh, ngày này đế tinh. Chính là ngươi luân hồi thất tinh một viên cuối cùng. Muốn thức tỉnh một viên cuối cùng luân hồi mệnh tinh, thì nhất định phải bắt được thiên bia, cũng hoàn toàn luyện hóa. Thiên đế tinh lúc mới bắt đầu nhất, ánh sao chiếu sáng thời không, cổ tinh môn từ ngôi sao huyễn trong mộng ra đời, bọn họ mới bắt đầu liền chấp chưởng luân hồi trật tự, nhưng bọn họ cũng không thích cái này trật tự. Luân hồi trật tự, là người người bình đẳng, sống chết thiện ác đều có định luân, làm thiện người được hưởng an vui. Làm ác người gặp báo ứng, không chịu người ý chí ảnh hưởng, hết thảy đều do trật tự cùng quy luật phán định. Nhưng, cổ tinh môn không thích cái này trật tự, bọn họ mong muốn, là hùng phách thiên hạ, duy ngã độc tôn, một lời quyết định người sống chết, bọn họ buông tha luân hồi trật tự,
cũng vọng tưởng săn giết chư thần, chế tạo ra một tôn vĩ đại cao nhất thần vương, chính là Hiên Viên Vương, xẻ thịt không gian thời gian, vĩnh hằng vô địch. Hoặc là nói, là bọn họ dã tâm quá mức bành trướng, bị luân hồi vứt bỏ. Diệp Thần nghe xong Nhâm Phi Phàm mà nói, nội tâm có vẻ chấn động. Lúc đầu cái này cổ tinh môn, lại có thể cùng thiên bia có liên quan, thậm chí chấp trưởng qua luân hồi trật tự. Chỉ là, bọn họ dã tâm cực lớn, muốn phách tuyệt chư thiên, cuối cùng bị luân hồi vứt bỏ. Nhâm Phi Phàm, nhưng, bỏ mặc cổ tinh môn, muốn thành lập như thế nào thế giới, đều phải muốn nắm trong tay vận mệnh quy luật, cho nên cốt thiên đế tuân theo cổ tinh môn triều đại tổ tiên ý chí, chế tạo ra liền cái này san hô cung vũ, thành tựu tương lai vận mệnh chủ. Diệp Thần gật đầu, rốt cục thì biết cái này san hô cung vũ lai lịch, vậy rõ ràng liền cổ tinh môn tất cả sâu xa. Cốt thiên đế hướng Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, nói, Nhâm huynh, vẫn khỏe chứ? San hô cung vũ khom người hướng Nhâm Phi Phàm thi lễ, Nhâm thúc thúc, thật lâu không gặp, chúng ta đều ở đây không không lúc nào không bên trong chờ ngươi, còn lấy vì ngươi đã phi thăng. Nhâm Phi Phàm nói, ta ở chỗ này đời tinh không, còn có không lại chuyện, chờ ta giải quyết hết tất cả nhân quả, sau này lại đi các ngươi cổ tinh môn làm khách. Cốt thiên đế vừa cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Lạc Thanh Ly, nói, Nhâm huynh, ngươi hôm nay là muốn là thủy thần thiên tôn ra mặt. Nhâm Phi Phàm nói, vậy không thể nói ra đầu, chỉ là nàng đối luân hồi có ân, ta cần báo đáp, cốt thiên đế, xin ngươi hãy nể tình ta, sau này không muốn lại đuổi giết nàng. Cốt thiên đế ha ha cười một tiếng, nói, săn giết thủy thần, là ta cổ tinh môn chí cao thiên đế xuống tử mệnh lệnh, ta không thể cãi lại, Nhâm huynh, xin ngươi hãy không nên làm khó ta, nếu không chúng ta binh khí gặp nhau, vậy sẽ phải tổn thương hòa khí. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi săn giết cái khác thần minh, ta bỏ mặc, ta chỉ cần ngươi thả qua thủy thần thiên tôn. Nghe vậy, cốt thiên đế trong mắt lướt qua một chút hàn mang, thanh âm cũng thay đổi được lạnh lùng, nói, Nhâm huynh. Vậy ta cũng chỉ tốt đắc tội. Tiếng nói rơi xuống, cốt thiên đế thân thể không có dấu hiệu nào, suy đích một tiếng, đột nhiên nổ bắn ra ra. Rắc rắc sát. Hắn cả người xương cốt, vậy truyền ra từng cơn bạo liệt thanh âm, từng cây một bén cốt gai, xuyên thấu ra cùng bắp thịt, bại lộ ra. Hắn ở ngay lập tức tới giữa, tựa như thành một đầu cốt ma. Ca. Một căn cốt gai, bị cốt thiên đế gãy xuống, nắm trong tay. Như trường mâu vậy hướng Nhâm Phi Phàm tim đâm tới. Một kích này mũi nhọn lộ ra, đằng đằng sát khí, nơi biểu dương ra uy nghiêm, nghiền bạo thời không, tan biến đại lộ, đã xa xa vượt ra khỏi tiên đế phạm vi, là chân chính không không cấp siêu nhất lưu cường giả thủ đoạn, thậm chí đủ để sánh bằng trong truyền thuyết chủ thần. Thiên tâm vực là ảo muốn thế giới, ở nơi này phiến ảo tưởng trong thế giới, không chịu thực tế ràng buộc. Nói cách khác, cốt thiên đế tu vi không có suy giảm chút nào, là toàn bộ thịnh cùng trạng thái tột cùng. Hắn cái này một căn cốt gai, nếu là đâm xuống đến thái thượng thế giới, có thể đem ngàn ngàn tầng tuyệt đối thái thượng thế giới, trực tiếp thọt cái đối xuyên. Uy lực kinh khủng, đã đến này cùng cảnh giới. Diệp Thần và Tiêu Tĩnh, thấy cốt thiên đế bén nhọn như vậy nhất kích, nhất thời rung động. Bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua, như thế kinh khủng đánh giết khí thế. Lạc Thanh Ly cũng là một tiếng thét kinh hãi, muốn xuất thủ giúp Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm cuối cùng là hiện thế người trong, còn không phi thăng không không, bén nhọn như vậy nhất kích, hắn thì như thế nào có thể ngăn cản. Nhưng, đối mặt cốt thiên đế công kích, Nhâm Phi Phàm nhưng không hoảng hốt chút nào, gương mặt như cũ bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đưa ra hai ngón tay, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, cốt thiên đế bạo giết mà đến cốt gai, lại có thể liền bị hắn hai ngón tay. Nhẹ nhàng kẹp lấy, lại cũng không cách nào tiến mạnh nửa tấc. Cái gì? Thấy Nhâm Phi Phàm lại có thể như vậy ung dung, chặn lại cốt thiên đế nhất kích, Diệp Thần, Tiêu Tĩnh, Lạc Thanh Ly, san hô cung vũ các người, đều là kinh hãi. Cốt thiên đế cũng là ngạc nhiên, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn cảm thấy vào giờ khắc này, mình lực lượng, suy yếu ngàn gấp vạn lần, đưa đến cái này căn cốt đâm đánh giết khí thế, cũng là suy yếu ngàn gấp vạn lần. Bị Nhâm Phi Phàm ung dung kẹp lại. Diệp Thần các người vậy nhìn ra, ở giây phút sau cùng, cốt thiên đế hơi thở, thật giống như gặp phải cái gì nguyền rủa vậy, lại có thể lập tức suy yếu. Ngươi thay đổi ta đi qua. Cốt thiên đế gương mặt vặn vẹo, hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt mang một chút kinh hãi, nhìn Nhâm Phi Phàm.
hắn rõ ràng cảm nhận được, tại mới vừa một khắc cuối cùng, hắn đi qua thời gian tuyến, bị người thay đổi, bình thiêm vô số ách nan hành hạ. Đi qua ách nan hành hạ, đầu ánh đến thực tế, chính là hắn lực lượng, ngay tức thì đổi được suy yếu. Thành tựu không không lúc nào không siêu nhất lưu cường giả, cốt thiên đế đối mình tất cả tồn tại thời gian tuyến, đều là chuyên tâm bảo vệ, quyết không cho phép người bất kỳ sửa đổi. Nhưng mới vừa, hắn nhưng cảm nhận được, tự đi thời gian tuyến, bị một cổ đáng sợ lực lượng bóp méo hết, đưa đến lực lượng bây giờ của hắn, kịch liệt suy yếu. Cốt thiên đế hít sâu một hơi, cả người linh khí vận chuyển, các loại quy luật thần mang lững lờ, sẽ bị sửa đổi thời gian tuyến, nhanh chóng khôi phục như cũ. Nhâm Phi Phàm thần sắc bình tĩnh, nói cốt thiên đế, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đuổi giết thủy thần thiên tôn. Cốt thiên đế trầm mặc, ngừng mắt nhìn Nhâm Phi Phàm, đang trầm mặc một hồi lâu sau, mới dùng nghi ngờ cùng sợ hãi giọng hỏi, luân hồi vãng thế thư bí ẩn, bị ngươi chấp trưởng. Ngươi nắm trong tay luân hồi vãng thế thư, thay đổi ta đi qua. Mới vừa hắn lực lượng đột nhiên suy yếu, đi qua thời gian tuyến bị thay đổi. Cái này tự nhiên là Nhâm Phi Phàm thủ đoạn. Thay đổi qua đi, đó là liền siêu nhất lưu không không cường giả, vậy rất khó làm được sự việc. Cốt thiên đế liền không làm được. Bởi vì, chuyện đã qua, đã phát sinh, đã thành định cục. Tương lai thời gian tuyến, có thiên thiên vạn vạn cái, nhưng đi qua thời gian tuyến, chỉ có một cái, đặc biệt vững chắc, cơ hồ không thể sửa đổi. Chỉ có trong truyền thuyết luân hồi vãng thế thư, mới có thay đổi qua đi lực lượng vĩ đại. Đó là đã từng là luân hồi chi chủ, muốn chế tạo thứ 5 kiện thần chí cao khí, dành riêng cho luân hồi thần khí. Đã từng là luân hồi vãng thế thư, cũng không có thể chân chính chế tạo ra tới, đã sớm hóa thành hư không kiếp bụi. Nhưng cốt thiên đế rõ ràng cảm nhận được, Nhâm Phi Phàm nắm trong tay luân hồi vãng thế thư bí mật, ung dung thay đổi hắn đi qua. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói, luân hồi vãng thế thư sớm là được hư không kiếp bụi, ta thì như thế nào có thể chấp trưởng. Tóm lại, nể tình năm xưa tình cảm trên, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, ta chỉ cần ngươi buông tha đuổi giết thủy thần. Cốt thiên đế trầm mặc. Diệp thần nhìn Nhâm Phi Phàm, nhưng là chấn động kinh tới cực điểm. Lạc Thanh Ly nói qua, Nhâm Phi Phàm có một lá bài tẩy, quá mức cho tới chạm đến cuối cùng bước. Chẳng lẽ, lá bài tẩy này, chính là thay đổi qua đi năng lực. Nhâm Phi Phàm nắm trong tay uy năng như vậy, cho dù trực diện cốt thiên đế, cũng là không sợ chút nào. Luân hồi vãng thế thư ở Nhâm tiền bối trong tay. Không phải đã hóa thành kiếp bụi liền sao? Diệp thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, chỉ cảm thấy Nhâm Phi Phàm trên mình nhân quả, thật là khó biết rõ đầu đuôi, hắn căn bản không nhìn thấu. Ban đầu Nhâm Phi Phàm rơi vào không không lúc nào không, trải qua ngàn thế kỷ nguyên, trải qua sự việc, nhất định phải so Diệp thần tưởng tượng, phức tạp hơn rất nhiều. Cốt thiên đế đang trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài một cái, rốt cục thì có quyết định, nói, Nhâm huynh, để cho luân hồi chi chủ, và nhà ta Đổ Nhi, luận bàn một chút đi. Để cho bọn họ so đấu ba chiêu này, ai có thể thắng được hai chiêu, liền coi như người nào thắng. Các ngươi như thắng, ta liền buông tha đuổi giết thủy thần thiên tôn, như ta thắng, các ngươi thối lui ra trường tranh đấu này, không muốn lại nhúng tay vào đi vào, ngươi thấy thế nào? Nhâm Phi Phàm nghe được cốt thiên đế đề nghị, khẽ cau mày, hướng Diệp thần nói, Diệp thần, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp thần nghe được muốn tự mình ra tay tỉ đấu, trong lòng rét một cái, ánh mắt nhìn về vậy san hô cung vũ. Hắn cảm thụ một tí san hô cung vũ hơi thở, tuổi tác sẽ không vượt qua thiên tuế, tu vi nội tình ước chừng cùng ngày xưa Diệp Lâm Uyên tương đương, cũng là chính xác tiên đế bước. Tuổi tác không siêu thiên tuế, tu vi nhưng đã đến chính xác tiên đế. Cái này san hô cung vũ thiên phú thực lực, có thể tưởng tượng được, không hổ là tuân theo cổ tinh môn ý chí sinh ra nhân vật. Nếu là sanh tử quyết chiến nói, Diệp thần đối mặt này nhóm cường giả, sợ rằng sẽ đặc biệt khó giải quyết. Bất quá, nếu như chỉ là so đấu ba chiêu, không cần cố kỵ hậu quả, hắn nhưng là có rất lớn chắc chắn. Nhâm tiền bối, ta có thể. Diệp thần gật đầu. San hô cung vũ vậy nhẹ khẽ gật đầu. Đầu ngón tay nhảy ra một cái màu tím nhuyễn kiếm, nói, luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vậy chúng ta liền so tài ba chiêu đi. Trong lúc nói chuyện, san hô cung vũ nhẹ bước ra, dưới chân màu tím chói lọi tách thả ra, hóa ra một cái mênh mông thế giới, bên trong chảy xuôi vận mạng sông dài.
Nếu như che kín mặt nàng, chỉ cảm thấy bị nàng hơi thở, Diệp Thần còn lấy vì mình là đang đối mặt Kỷ Tư Thanh. Bởi vì, san hô cùng vũ hơi thở, cùng Kỷ Tư Thanh đặc biệt tương tự, cũng là có vận mệnh đại đạo uy nghiêm. Nhâm Phi Phàm nhìn san hô cung vũ, chân mày cũng là khẽ nhíu trước, nói Cốt Thiên Đế, các ngươi ăn cắp vận mạng quy luật, sẽ không sợ gặp đại đạo trừng phạt sao? Cốt Thiên Đế cười nói, nhà ta Đồ Nhi chính là tương lai vận mệnh chủ, nàng là vận mạng hóa thân, làm sao có thể tính là ăn cắp? Nhâm Phi Phàm ha ha cười một tiếng, không nói gì thêm, hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý. Diệp Thần hít sâu một hơi, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, cũng là lớn bước đi ra. Giao. Luân hồi thiên quốc khí tượng, ở Diệp Thần quanh người hiện lên, mơ hồ cùng san hô cung vũ rằng co. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cũng chiếu ngược thân ảnh của đối phương. Diệp Thần trong lòng phòng bị tới cực điểm, cái này san hô cung vũ, đến từ không không lúc nào không, khẳng định nắm giữ rất nhiều không không bí pháp, thực lực tuyệt đối muốn so với thông thường chính xác tiên đế, cường đại hơn rất nhiều. Luân hồi chi chủ, xin chỉ giáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 435.